Thưa quý vị, thưa các bạn, vừa qua tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao đã tổ chức lễ công bố 604 doanh nghiệp đạt danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2020 do người tiêu dùng bình chọn. Theo ban tổ chức, doanh nghiệp đạt chứng nhận hàng Việt Nam chất lượng cao năm nay hoạt động đa dạng ở nhiều ngành nghề lĩnh vực. Đặc biệt trong đại dịch Covid-19 vừa qua, dù phải đối diện với rất nhiều khó khăn, nhưng bằng bản lĩnh của mình, với nhiều phương cách khác nhau, cộng đồng doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao đã trụ vững và từng bước vượt qua khó khăn. Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại dịch vụ Quy Phúc là một trong những đơn vị dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhưng các đơn hàng xuất khẩu vẫn được thực hiện. Sau khi dịch bệnh được kiểm soát, trong bối cảnh bình thường mới, doanh nghiệp tiếp tục đầu tư, bổ sung máy móc thiết bị nhằm tăng năng lực sản xuất, nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng đồ nội ngoại thất tăng mạnh của người tiêu dùng sau dịch. Đợt dịch vừa rồi thì Quy Phúc chúng tôi cũng tập trung truyền thông dịch và chống dịch ở trong nội bộ và ngoài cộng đồng xã hội. Thì ngoài cái việc đó ra thì chúng tôi cũng vẫn tiếp tục tập trung cho cái việc xuất khẩu ra nước ngoài như là Thái Lan, Mã Lai Xia và Myanmar, Campuchia. Và cái thị trường trong nước chúng tôi cũng phải giữ vững để phục vụ cho người tiêu dùng. Ngoài ra thì chúng tôi cũng lại tiếp tục cải tiến sản phẩm, chúng tôi tiếp tục cho ra đời những sản phẩm mới và chúng tôi đầu tư công nghệ máy móc để sau dịch chúng tôi có một bước đi rất là mạnh và vững chắc để phục vụ cho người tiêu dùng trong nước và nước ngoài. Năm 2020 là năm thứ 7 liên tiếp doanh nghiệp nhận danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao kể từ khi tham gia vào sản xuất các sản phẩm bàn ghế inox, bàn ghế nhựa, tủ nhựa, đồ gia dụng vào năm 2007. Lần bình chọn năm nay, doanh nghiệp nhận danh hiệu ở nhóm hàng kim khí gia dụng. Đây cũng là nhóm hàng Việt Nam sản xuất được người tiêu dùng sử dụng nhiều trong những năm gần đây. Chủ tịch Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao cho biết, trong giai đoạn 2020-2021, hoạt động trọng tâm của hội tiếp tục thực hiện mục tiêu số hóa, chuẩn hóa và thương mại hóa, trong đó tập trung cho mục tiêu thương mại hóa trong điều kiện nền kinh tế bị tác động mạnh vì dịch Covid-19, tạo điều kiện để doanh nghiệp thay đổi công nghệ, áp dụng quy trình sản xuất, chú trọng hơn kinh tế tuần hoàn để tiết kiệm nguyên liệu, bảo vệ môi trường. Danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao là một sự tôn vinh xứng đáng cho những doanh nghiệp đã nỗ lực đạt thành tích xuất sắc trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động, hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới, qua đó chứng minh những cải tiến không ngừng nghỉ của chương trình hàng Việt Nam chất lượng cao và cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam trong những năm qua về cách nghĩ, cách làm, cách tiếp cận và hội nhập thị trường trong nước và quốc tế.